Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các anh nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 29 tháng 12 năm 2019. Và chỉ còn là vài ngày nữa là chúng ta sẽ đón Tết Dương lịch 2020. Thì lời đầu tiên thì chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến quý vị khách hàng, một năm mới an khang thịnh vượng. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một mẫu bàn ghế ăn mới của chúng tôi. Đây là bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ Gõ Đỏ và bao gồm 6 ghế và một bàn tròn. Và trong những ngày cuối năm này và chuẩn bị đón Tết đến xuân về thì là khi gia đình chúng ta quây quần bên mâm cỗ để chuẩn bị đón năm mới, thì tôi có giới thiệu đến quý vị một mẫu bàn ghế ăn rất là sang trọng. Đấy, khi gia đình chúng ta quây quần nhân dịp năm mới này, mọi người có thể tham khảo và mua sắm cho phòng ăn cũng như trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Thì giới thiệu chi tiết hơn, tôi quay phần bàn của bộ ghế ăn này. Thì là đây là phần bàn tròn quý vị nhé, có kích thước là 1m4, dưới là có chân trụ, 4 chân trụ xung quanh rất là chắc chắn. Phần xung quanh diềm thì chúng tôi chạm hoa lá tây, cũng rất là đơn giản thôi để chúng ta sử dụng, nó lau chùi nó dễ. Hiện tại sản phẩm là chúng tôi đang để mọc và tôi có rửa nước để sạch đi. Đây là phần ghế nhỏ quý vị nhé. Đây, phần ghế này cũng được làm rất là cầu kỳ này, mặt ghế liền tấm rất là dày dặn, như là phần chân là được chúng tôi đục CNC theo mẫu hoa lá tây. Đây là phần vách tựa là chạy tràng hạt cũng như là diềm rất là đẹp. Một sản phẩm rất là cực kỳ là cao cấp luôn cho phòng ăn của chúng ta. Đó thì là bao gồm có 6 ghế. Và phần bàn tròn này chúng ta để thức ăn là ngồi gia đình rất là quây quần và ấm cúng. Đó, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám, có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê, Phú Thọ. Và chúng tôi có số điện thoại là 0987 510 816 nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp của chúng tôi để nhận tư vấn báo giá về những sản phẩm đồ gỗ nội thất. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ bàn ghế ăn này tại dưới phần mô tả video để mọi người thể xem chi tiết và tham khảo mẫu bàn ghế ăn này. Ngoài ra thì phía bên cạnh đây là chúng tôi cũng vừa hoàn thiện xong phần mộc của bộ bàn ghế hoàng gia cũng bằng chất liệu gỗ Gõ Đỏ. Bộ ghế này bao gồm có 6 món và làm theo mẫu Tân cổ điển. Quý vị tham khảo thì hãy liên hệ tới số điện thoại là 0957 510 816. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị những mẫu bàn ghế cũng như là nội thất, phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ rất là đa dạng. Và quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com để xem thêm là những sản phẩm của chúng tôi. Rồi, ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác nhé.